thi bắn. Chạm vào và bắn trúng mục tiêu. Làm tốt lắm, bắn trúng các mục tiêu để có được điểm. Đây là đối thủ của bạn, đánh bại cậu ta và trở thành người đứng đầu. Độ khó cố lên. Bây giờ bạn có thể bắn thử. Làm tốt lắm, một chú gấu mèo mạnh hơn nữa muốn thi đấu với bạn. Bây giờ bạn có thể bắn hai mũi tên cùng lúc. Tăng cấp độ khó, cố lên. Tuyệt quá, giờ bạn có thể khiêu chiến với chú gấu mèo mạnh hơn nữa. Mình nghe nói bạn đã đánh bại em trai mình. Bạn có muốn đấu một trận với mình không? Thi bắn. Giờ bạn có thể bắn hai mũi tên cùng lúc. Khó, cố lên. Làm tốt lắm, một chú gấu mèo mạnh hơn nữa muốn thi đấu với bạn. Độ khó, cố lên. Bây giờ bạn có thể bắn hai mũi tên cùng một lúc. Làm rất tốt. Tiếp theo, bạn sẽ có thể đánh bại chú gấu mèo mạnh nhất.
Bạn đã hết trạm tiếp tế để nhận thêm trái tim để tiếp tục trò chơi.